Tập cho phần bụng căng cứng và săn chắc ngay tại nhà. Tại sao không? Hôm nay chúng ta hãy cùng với Herbert đi tập phiên bản các bài tập bụng lấy cảm hứng từ bộ môn Pilates sẽ giúp cho phần bụng của các bạn rất là căng cứng ha. Một bài của chúng ta sẽ thực hiện 40 giây và các bạn sẽ có 20 giây để nghỉ chuyển qua bài tiếp theo ha. Không cần dụng cụ gì cả. Sau hết 5 bài chúng ta sẽ nghỉ 1 phút và làm lại thêm một lần nữa ha. Bây giờ hãy chuẩn bị thảm và bắt đầu nào. Bài đầu tiên chúng ta sẽ làm bài gập bụng nhưng mà nhấp ha. Hai tay mở ra hai bên nè. Nhấp lên cao xuống nửa đường giữ lại ha. Không hạ xuống hết nha mọi người. Lên, hạ, giữ. Lên, hạ, giữ ha. Chúng ta sẽ cố gắng làm 40 giây nha. Khá là thử thách nhưng mà cố gắng nào. Rồi, lên thở, xuống hít, giữ. Thở, hít, giữ. Đúng rồi, rất tốt. Các bạn sẽ cảm nhận vùng cơ ha. Làm việc liên tục trong vòng 40 giây ha. Cố gắng nha mọi người. Đúng rồi, rất tốt. Cầm của chúng ta gập xuống, mắt nhìn xuống phía dưới nha mọi người. Đừng chết, cổ lên. Giữ lại, thở, hít, thở. Đúng rồi, bắt đầu cảm giác nóng hơn nè. Cố lên. Sáu, năm, bốn, ba, hai. Tốt, các bạn. Rồi, tiếp theo ha, chúng ta sẽ nằm xuống dưới mặt sàn ha. Từ đây, hai chân của chúng ta đánh một vòng tròn, hạ xuống đưa lên ha. Làm liên tục nha các bạn. Chuẩn bị nào. 6, 5, 4. Ấn cái vùng lưng của các bạn xuống ha. Lựa chọn dễ, co, gối. Lựa chọn khó, duỗi. Hít, thở. Đúng rồi, rất tốt. Ấn cái vùng lưng xuống nha các bạn. Đánh một vòng tròn đưa lên cao, hạ xuống. Cảm nhận cơ bụng nè. Rất tốt. Mười giây nữa. Bốn, ba, hai. Rất tốt. Rồi, bài số 3 ha. Chúng ta sẽ làm bài gọi là The 100, có nghĩa là 100. Có nghĩa hai chân của các bạn sẽ nhấc lên, giữ 90 độ hoặc là duỗi thẳng ha. Từ đây tay của bạn đưa ra hai bên, nhấc vai lên, nhấp liên tục ha. Không cần nhấp quá bự, nhấp nhẹ thôi, duỗi thẳng. Rồi, bắt đầu. Hít thở đều. Các bạn sẽ cảm nhận rất là nhiều vào phần cơ bụng nè. Làm việc liên tục, cánh tay đánh. Hít thở thật sâu. Đúng rồi, 20 giây nữa các bạn. Đối với các anh chị mà cảm giác mỏi cổ hay là mệt á, chúng ta có thể hạ xuống nghỉ 5 giây rồi nhấc lên làm tiếp ha. Không sao cả hết. 10, 9, 8, 6, cố lên. 3, 2, wow, rồi. Căng cứng luôn nè các bạn. Rồi, bài tiếp theo ha. Chúng ta sẽ làm alternative single leg drop. Ở đây, chân duỗi thẳng ha. Trái đưa lên, hạ xuống. Làm liên tục ha. Co, cố gắng ấn cái phần thắt lưng xuống ha. Chúng ta làm lựa chọn dễ thì chúng ta sẽ co gối lại. Hạ, đưa lên ha. Lựa chọn khó, duỗi chân. Cố gắng nha, giữ cái phần lưng dưới xuống. Nếu mà không giữ được á, các bạn cứ làm co gối giúp mình. Tốt. Rất tốt các bạn. Cố lực gắng lên nha. Bài số 4 rồi. Thêm một bài nữa thôi. Cảm nhận cơ bụng rất là căng. 2, 1, rất tốt. 20 giây nghỉ. Bài tiếp theo ha, gọi là bài roll up. Rồi, hai chân các bạn có thể duỗi thẳng nè. Từ đây tay ha, chúng ta sẽ sử dụng tay. Rồi, quẹt lên. Sau đó cố gắng ngồi dậy, chạm, xong hạ xuống ha. Làm liên tục nha. 40 giây. Nếu mà lựa chọn dễ hơn á, các bạn chỉ cần nhấc lên là được rồi ha. Rồi, nếu được, ngồi lên luôn. Hết. Hạ xuống. Đấy, chạm. Hạ xuống từ từ. Cố lên các bạn.
5 bài thôi, đây là bài cuối cùng. Sau đó chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa ha. 10 giây cuối. Cuộn lên, chạm, hạ xuống. 3 2 Rất tốt. Rồi, rất tốt các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ một phút ha. Các bạn cảm nhận như thế nào? Bụng căng cứng rồi đúng không? Cố gắng ha. Bây giờ chúng ta nghỉ một xíu nha. Cố gắng. Khi mà tập cái vùng bụng á, dĩ nhiên là cái phần cơ bụng sẽ bị căng cứng. Đối với những bạn mà mới tập á, thì chúng ta sẽ có thể cảm nhận cái sự tê cứng của ngày hôm sau luôn nha các bạn. Nhưng mà không sao cả. Nó không phải là tập sai đâu, mà do các bạn tập hiệu quả và tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây. Chuẩn bị ha. Một lần nữa nha mọi người. Nhớ bài đầu tiên không? Chúng ta sẽ làm bài nhấp ha. Hai chân các bạn gập lại, tay đưa lên, lên hết sức, nửa đường giữ lại, xong nhấc lên, hạ xuống để đừng giữ ha. Chuẩn bị nè, 10, vẫn y như cũ thôi, 40 giây tập, 20 giây nghỉ ha. Cố gắng hết sức mình. 4, 3, 2, 1, 5 phút cuối, cố lên nè. Lên thở, xuống hít, thở, hít. Rất tốt. Cố lên. 20 giây nữa. Đó, giữ đẩy lên, hạ xuống. Đẩy hạ, đừng có hạ xuống hết hả. 10 giây cuối. Nè, lên cục. 3 2 1. Rồi, nghỉ 20 giây. Và tiếp theo nha mọi người, hai chân của chúng ta sẽ đánh một vòng tròn ha. Hạ xuống, đưa ra ngoài, đưa lên trên ha. Cố gắng làm ấn cái vòng lưng xuống, duỗi hạ, thở lên, nhấc lên, xuống hít, lên thở ha. Rồi, bắt đầu. Lựa chọn dễ. Như mình nói, hạ gối, co gối lại, hít, thở, đánh vòng tròn ha. Duỗi chân. Điều quan trọng là phải cảm nhận được cơ phần bụng của chúng ta căng cứng. Rất tốt. Ổn không các bạn? 20 giây nữa. Mười, chín, bốn, ba, hai, một. Rất tốt. Ê bụng. Rồi xịt xuống ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài 100 ha mọi người. Nhớ ha, nhấc đầu gối lên, tay duỗi đánh liên tục ha. Đây là bài rất là kinh điển trong Pilates. 100, 3, 2, nhấc lên, đánh 1, 2, 1, 2. Hít thở đều. Cố lên, cố lên. Lựa chọn khó hơn, duỗi chân ha. Còn không, co gối lại, không sao cả hết. Bụng bắt đầu, feel nè. Hít thở, tập trung, cố gắng nha mọi người. 15 giây cuối. 10 giây nữa thôi nè. Đừng bỏ cuộc. 4, 3, 2, 1. Ok. Oh. Rồi, bài tiếp theo ha, single leg. Hạ xuống đưa lên, đổi bên ha. Chân đưa lên, hạ xuống. Lựa chọn dễ hơn, co gối ha. Không sao cả hết. Cố gắng nha mọi người. 4, 3, 2, 1. Bắt đầu nè. Rồi, mình sẽ làm lựa chọn duỗi ha. Cố lên, cố lên. Đối với nam á, thường cái cơ đùi sau của chúng ta hơi bị căng cứng, cho nên là rất là khó cho các bạn để duỗi ha. Không sao cả hết. Các bạn thể co gối nhẹ cũng được. Quan trọng là làm cảm nhận được cơ bụng dưới. Ấn lưng ha. Nóng lên nè. 10, 9, 3,
2, 1. Wow, tắt bụng rồi. Bài tiếp theo, bài cuối cùng rồi nha các bạn. Ở đây ha, ngồi dậy, chạm hạ về sau, tiếp tục đẩy ha mọi người nha, cố gắng nha, bài roll up. Rồi, bắt đầu lên, duỗi, hạ xuống từ từ, lên thở, đẩy, cố gắng hết sức. Quan trọng là kiểm soát được cơ thể ha, hạ về sau từ từ. Mười lăm giây cuối, năm, bốn, ba, hai, một. Rồi, rất tốt, rất tốt các bạn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong 10 phút tập cùng với Hebert ha. Các bạn cảm nhận cái vùng cơ bụng của các bạn như thế nào? Cho em biết qua phần bình luận ha. Cố gắng tập vùng bụng liên tục để giúp cho cái phần cơ core, cơ trọng tâm của chúng ta khỏe mạnh ha. Và ngoài ra, đừng quên tập phần sức mạnh và sức bền nữa nha các bạn. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Cố gắng tập để bụng căng cứng liên tục nha. Bye bye.